Thường mồ hôi sẽ tiết ra khi chúng ta vận động gắng sức hoặc khi có yếu tố kích thích thần kinh, ví dụ như là lo lắng hay căng thẳng. Nếu mồ hôi của bạn tiết ra nhiều, gây ướt quần áo ngay cả khi không vận động hay khi có kích thích, thì có thể bạn đang mắc tình trạng tăng tiết mồ hôi. Việc ra mồ hôi quá mức, ra thường xuyên không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, công việc và chất lượng cuộc sống của người bị tăng tiết mồ hôi, mà còn gây ra các bệnh lý về da do tình trạng ẩm ướt lâu ngày như là nhiễm nấm. Trước hết, chúng ta cần đến khám với các bác sĩ da liễu giàu kinh nghiệm để chẩn đoán và điều trị tình trạng tăng tiết mồ hôi. Các bác sĩ sẽ đánh giá mức độ, phân loại và tư vấn cho bạn phương pháp điều trị phù hợp. Chúng ta nên dùng các sản phẩm có tác dụng ngăn tiết mồ hôi hơn là ngăn mùi. Thường các sản phẩm này sẽ có dòng chữ antiperspirant là chất chống chảy mồ hôi, cần bôi một lần vào buổi tối và lặp lại vào sáng hôm sau, bôi khi da khô ở các vùng tăng tiết mồ hôi như lòng bàn tay, lòng bàn chân, nách, vân vân. Nên ghi chép lại những thời điểm mồ hôi tiết ra nhiều để xác định các yếu tố thúc đẩy. Thường gặp là khi tiếp xúc nhiệt độ nóng, cảm giác căng thẳng, ăn một số loại thức ăn cay nóng, uống cà phê, vân vân. Hạn chế các yếu tố thúc đẩy này sẽ kiểm soát được một phần tình trạng tăng tiết mồ hôi. Riêng đối với những bệnh nhân có sự tăng tiết mồ hôi ở bàn chân, chúng ta cần lưu ý không mang cùng một đôi giày trong 2 ngày. Giày phải khô hoàn toàn mới được mang lại. Vớ cần thay mỗi ngày hoặc nhiều hơn khi chân ẩm ướt. Chọn nguyên liệu giày làm từ da tự nhiên, giúp không khí có thể lưu thông. Nên mang dép hoặc giày sandal nhiều nhất có thể, để hai bàn chân luôn được thông thoáng. Nếu bạn nghĩ rằng mình bị tình trạng tăng tiết mồ hôi hoặc đơn giản việc ra mồ hôi nhiều gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc và cuộc sống, thì bạn hãy đến ngay Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh để các bác sĩ khám và tư vấn.